Bạn là người hướng nội hay là hướng ngoại? Và đây là một chủ đề không còn quá xa lạ với chúng ta. Và trong thời gian tới thì Đông muốn chia sẻ chúng ta nhiều hơn về chủ đề con người. Và thực tế thì con người của chúng ta đều có hướng nội hay hướng ngoại, chỉ là phần hướng nội nó trội hơn hay là phần hướng ngoại nó trội hơn mà thôi. Và để chúng ta phân biệt rất dễ giữa người hướng nội và người hướng ngoại, chúng ta sẽ phân biệt ra một đặc điểm như sau. Người hướng nội thì thích một mình, và cái năng lượng của họ luôn tỏa ra cho mọi người một cái sự trầm lắng, một cái sự suy tư rất là nhiều. Trong khi người hướng ngoại là người rất thích được nói chuyện với mọi người, rất thích được trong đám đông và thể hiện ra bản thân của mình. Và hai người này đều có những điểm mạnh khác nhau. Cái người hướng ngoại là người kết nối mọi người lại với nhau, tạo năng lượng và push tinh thần mọi người rất nhiều, và luôn luôn đi đầu trong tất cả các cái phong trào. Trong khi đó, người hướng nội là người sẽ vận hành chi tiết, quy trình để làm sao có thể đạt được cái điều mà một tổ chức hay là một doanh nghiệp đang cần. Và hai người này là hai mảnh ghép của nhau để giúp chúng ta đạt được kết quả tốt nhất cho công việc của mình. Vậy thì thông điệp mà Đông muốn truyền tải cho chúng ta ngày hôm nay đó là mỗi người đều có một cái điểm mạnh riêng, và hãy tập trung vào điểm mạnh để phát triển bản thân của mình cũng như là đạt được kết quả tốt nhất.